Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thêm 4 chữ cái mới. E, G, H. Chúng mình cùng bắt đầu nha. Đây là chữ E, cùng tìm xem có con vật và vật gì có chứa chữ E nhé. Con, mèo. Xe ô tô. Con, heo. Cái, kéo. Con tắc kè. Con, cá, heo. Tiếp theo là chữ E, hãy cùng khám phá xem con vật hay vật nào có chứa chữ E nào. Con ếch. Kệ, sách. Quả, khế. Bể, cá. Con, tê, giác. Cái, ghế. Chữ G là chữ cái tiếp theo mà chúng ta sẽ học. Cùng xem con vật và vật thể nào có chứa chữ G nhé. Con, gấu. Găng, tay. Con, gà. Tờ, giấy. Cái, gối. Cái, gương. Cuối cùng, chúng ta sẽ học chữ H. Hãy cùng nhau xem có con vật và vật thể nào có chứa chữ H nhé. Con, hổ. Bông, hoa. Con, thu. Hàng, rào. Con, hà, mã. Cái, hộp. E, E, G, H. Bây giờ, chúng mình cùng ôn lại nhé. Hãy thử chỉ vào màn hình và nói to tên con vật hoặc vật thể bắt đầu bằng chữ cái mà các bạn nhìn thấy nhé. Cảm ơn các bạn đã học cùng mình hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.